Tôi là Nguyễn Lụa Lào, phải không? Dạ phải. Tôi là Vinh bên phòng điều tra tội phạm. Hôm nay tôi tới để điều tra cái chết của cô Hân. Dạ. Cô có thể dẫn tôi lên phòng của cô Hân được không? Dạ, mời anh theo em. Cô là, cô nghĩ gì về cái chết của cô Hân? Tôi dám đảm bảo cô Hân chết là do chồng cổ ngoại tình. Vậy cô có thể nói rõ hơn về chuyện đó được không? Chuyện á là như thế này. Vậy mọi chuyện là như thế nào? Cho anh hạnh phúc giờ đã có bóng dáng ấy mãi luôn kề bên mỗi ngày, ngàn vì sao đêm nay chừng dám cho tình ta. Anh là tia nắng ấm áp cho sáng phương chân em đi, em là thiên sứ mang đến tình yêu cho cuộc đời anh. Bước qua vui buồn tháng năm bình yên, dù dòng to đôi ta vẫn mãi luôn có nhau. Chân anh bước theo sau mang đến cho em niềm tin, có nhau trọn đời mãi không xa rời, nên đường tình yêu chỉ có anh và em. Như đôi bàn chân em muốn ngồi ở đâu? Mình ngồi bên đó nha anh. Ừ, mình lại đó ngồi. Nóng quá. Em ơi. Ừ, cảm ơn em. Em muốn uống gì? Em muốn nước cam nha. Vậy cho anh một ly nước cam, một ly cà phê sữa đá nha.
sắc thắm, bờ vai thon như em khát khao anh, đôi chân em đi thước tha nhẹ nhàng. Vô không? Ủa giờ này sao rồi? Sao đi của mình vậy? Thì buồn quá ra đây ngồi uống nước chơi thôi. Anh Quân của mày đâu? Anh Quân đó hả? Tụi tao chia tay nhau lâu rồi. Ủa sao vậy? Thì không yêu nữa nên chia tay thôi. Có níu kéo cũng đâu hạnh phúc gì đâu. Còn đây là ai vậy? À đây là Khanh, chồng tao. Tụi tao cưới được 1 năm rồi. Bữa đám cưới tao quên liên lạc với mày. Xin lỗi nha. Có gì đâu. À tao có điện thoại, chờ tao xíu nha, em đi nha. Alo. Hân hạnh được biết em. Hân hạnh được biết anh. Một người đẹp như em mà bây giờ anh mới biết, phải chi anh biết sớm hơn thì anh đã... Đã sao anh? Không có gì. Trời ơi, sao anh nhìn em hoài vậy? Thì tại anh thấy em dễ thương quá. Thiệt không? Thiệt, không tin anh hả? Nè, nhắm mắt lại đi, anh tặng em một món quà. Rồi, mở mắt ra. Trời ơi, hoa đẹp quá hả? Thiệt không? Nhưng mà anh thấy em còn đẹp hơn hoa nữa đó. Thiệt hả? Thiệt. Em uống nước đi. Bây giờ anh phải về rồi. Có gì tối qua cho em đi chơi sau ha. Mà đừng có giận anh nha. Nhớ vợ chứ gì. Trời ơi, làm gì có. Anh á chỉ thương mỗi bên em thôi. Nhưng mà anh phải về để mà thuyết phục cô ta ký đơn ly dị nữa. Chứ bây giờ anh thuyết phục hoài á mà cô có chịu ký đâu. Tưởng gì chứ chị nó thì em làm được. Em làm được? Em có cách hả? Tất nhiên rồi. Ý em là sao? Một người thông minh xinh đẹp như em thì có gì là khó đâu. Nhà cửa gì đâu mà riết nóng được gần chết luôn à. Anh đi đâu từ tối hôm qua đến giờ vậy hả? Nè, tôi đi đâu thì kệ tôi chứ. Nhà của tôi muốn đi thì tôi đi, tôi muốn về thì tôi về. Việc gì mà cũng phải quan tâm. Vậy anh coi tôi là cái gì của anh vậy hả? Chả là gì cả. Nè, cô mau ký đơn ly dị đi, để cho tôi được tự do nữa chứ. Tôi anh chán quá tôi không rồi. Biết nha. Anh muốn được tự do để qua lại với con Du chứ gì. Nếu cô biết rồi á thì mau ký đơn đi. Việc gì mà phải níu kéo nhau. Nếu anh bỏ tôi sẽ chết cho anh coi. Chết à? Chết. Vậy thì cô hãy chết đi. Còn nếu như mà không chết được á, tôi chỉ cách cho mà chết. Anh. Nè, cô uống đi, nó sẽ giúp cho cô toại nguyện đó. Không thể ngờ được bộ mặt thật của anh. Tại sao anh lại đối xử tôi như vậy hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao à? Có trách á thì trách cô quá ngu mà thôi. Trời ơi chị Hân. Trời ơi chị Hân. Chị Hân sao vậy?
Chị có sao không? Để tôi yên, ra ngoài đi. Nhưng mà... Ra ngoài đi. Ừ, thôi em về nha. Chị có không sao thì có không? Đi đi. Vậy không? Vậy sáng. Trời ơi, sáng giờ rồi, giờ này còn chưa chịu dậy ăn sáng nữa, chị Hân. Trời, sao tay chị Hân lạnh ngắt vậy? Chị Hân, chị Hân, chị Hân. Chết, chết, có người chết. Mọi chuyện là như vậy đó. Nếu cần thêm thông tin gì thì chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Cảm ơn sự hợp tác của cô. Dạ. Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đùa theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày vui rình đã nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Tôi gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian hạnh phúc đến nhẹ nhàng. Yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.